Hey. Hôm Hello em. nay nó bị vọng lại chị ạ. Bị vọng lại hả? À không bị rồi. Đó, Vừa em nói hey một cái tự nhiên thì nó vọng lại. okay. À, ai đó dạy mình chút tiếng Nhật thì tốt ha. Anh trai em đâu? Kế bên là người không kêu dạy. Đâu ông ở Hà Nội mà. Mà em nhắn tin cho ông ấy chỉ là em hết tiền rồi. Thôi được rồi, ống dạy cái đó là được rồi. Anh nhắn là anh làm gì đấy? Anh nào? Anh có về không? Thế nào đấy là tiền hả? Lại tăng tăng 500. Còn có người tiên tiên cho. Ôi chị ơi em ngủ nhiều, bọng mắt em to hết lên rồi này. Chị mà ngủ nhiều là chị sẽ bị híp mắt lại, Ui em mất bỏ mí mắt. mất mất bên mí bên này rồi, bên mí bên phải này, mất Đấy, rồi, sụp bực mí. bực ghê á. Ai kêu ngủ nhiều? Đó đỡ rồi đó, có chút mí lên rồi đó, chớp nhiều để cho mí nó giãn ra. Sáng qua, sáng lại bảo sáng qua. Sáng nay 4 giờ thì ngủ. Trời ơi, hôm qua ngồi nhậu với nhau đến 12 rưỡi xong đi về à. Nhậu kinh thiệt. Sáng nãy học on mà mắt vẫn nhắm mắt mở. Con nhắm mắt mà muốn học. Ôi trời ơi, ngập tới ngập À. Từ xíu em tắt cái điện thoại này đi. Hai máy cho lời. nên là cứ nó cứ ai nhắn tin đến nó cứ tèng 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 cả hai cái máy kia bực mình Đi lắm. tắt đi. Hôm nay không nói chuyện đâu, hôm qua nói chuyện đủ à? Qua buôn mất nửa tiếng với chị, xong buôn nửa tiếng với học sinh, xong đêm qua gọi nó hơn một tiếng nữa. Nói gì Rồi bây giờ mình sang với lại cái cụm động từ đi với get được chưa? Phrasal verbs get. nói đi nghe. Nhìn Ui cái. rồi, chị chụp lại cái này đi. Get thì nó đi rất là nhiều. Cũng động từ đi. Được chưa? Ok. Ok. Rồi đầu tiên mình có go ahead là I get ahead là kiểu chỉ về sự phát triển được chưa? Go ahead. Get Get ahead. ahead là progress là phát triển kiểu sự tiến triển đi lên ấy. Tiến triển không? Phát triển. Vâng. Ok. Tiếp đến là get along. Along thì đi với with. Get along with là to be friendly with someone là thân thiện với ai đó. Thân thiện với ai đó? Thân thiện kiểu là trở nên thân thiện với ai đó. Ok. Get away là to escape là bỏ trốn. Bỏ trốn. Kiểu lên lớp học điểm danh xong phát em đâu Trốn. chả cần để nói là đi ra ngoài không, kiểu khoa em sướng thoải mái, cứ Ừ. thích ra thì ra, thích vào thì vào à, nhớ đi lên đi ra về. Đi học như đi chơi. Đúng rồi. Ok. Back là return to the original starting place, tức là quay trở lại vị trí bắt đầu. Quay trở lại. Vị ok. Rồi get behind là fail, thất bại. Trong cái according to schedule. Trong gì? Trong cái schedule là lịch ý chị. Trong lịch làm việc à? To do work. Vâng.
Cha ruột. Fail đấy. Thất bại trong cái lịch trình, lịch làm việc. Get by là have just enough money to survive. Đủ tiền để survive, như kiểu sinh sống, sống còn. Sống còn để sống sót. Mình hay có survival là kiểu mấy cái người gì nhỉ? Gọi là thử thách sinh tồn ấy, kiểu vậy. À, sinh tồn, survive. Survive là để sinh tồn, sống sót. Giống như kiểu em bảo bây giờ, đến cuối tuần em còn có 100.000 để sống đến hết tuần này. Ừ. Chắc đứt quá. Thế luôn. Thế Thế là ví đâu người ta dụ là cuối tuần là có lương mà đúng không? chưa chị ơi, Ủa? 15 hàng À. Nhưng mà cuối tuần nghỉ lễ là em về mà đúng không? còn có 60 nè, đi nữa mọi người đưa nữa, thế là còn Đấy. 100.000. Lại anh ơi, đang làm gì Ờ, đấy? ông cho 200 rồi, không lấy nữa, nhờ ông chửi chết. Rồi, get into trouble. Có nghĩa là Into để làm một cái gì đó mà không được đồng ý hoặc là kiểu không tìm thấy. trouble. Làm một cái gì đó không được đồng ý. Không được cho phép. Cái này giống như kiểu gọi là gì nhỉ? Quay bài chẳng hạn, có được cho phép đâu nhưng vẫn cứ làm. Ok. Chia tao. Chia tao. Get off ở đây tức là rời khỏi cái gì đó, ví dụ leave a boat, bicycle, bus, plane or train, tức là mình xuống tàu, xuống máy bay, cái kiểu gọi là gì, ở đi xuống tàu, xuống máy bay kiểu vậy. Get on thì là đi lên, get off là đi xuống này chứ. Ok. Đấy nhé, chị ghi cả giúp em cả get on và get off, còn hai cái này nó tránh với nhau, một cái là get on thì đi lên, get off thì đi xuống. Over là gì? Get over là hồi phục sau khi ốm. Hồi phục sau khi ốm. Đúng không? Get together with, together, Get together là meet other people to socialize, gặp ai đó kiểu gọi là một cách xã giao. tập sao ra. Ok. Up là lift your bed in the morning, giống như vừa nãy á, là bước xuống khỏi giường chị nhé. Get up là phải bước xuống khỏi giường. Còn nếu mà vẫn ngồi trên giường, vẫn nằm trên giường mà vẫn chưa bước xuống khỏi giường thì người ta gọi là wake up đấy. Còn get up là đi ra hẳn khỏi giường rồi. Kiểu kêu dậy một phát là phi ra khỏi giường luôn. Hôm qua em cũng thế. Báo thức một phát phi ra khỏi giường. Cái lúc buổi chiều á, nó kiểu nó đang mơ mơ màng màng đó, xong nó chóng mặt, ôi sợ vãi. Đau hết cả người đi luôn. Ngủ nhiều mà mình đứng dậy phát là mình đi, kiểu mình hoạt động luôn, sao nhỉ, đứng Hoạt dậy, động luôn á. đúng rồi, hoạt động luôn, bật Là dậy mà mình đi luôn là nó bị chóng mặt á. não não nó chưa kịp đấy, nó chưa kịp phản ứng. Nó hay bị, nhất là với đối tượng bị tiền đình như em như thế càng càng dễ. Em ngồi lâu em có bị kiểu chóng mặt, đứng lên phát bị chóng mặt không? Có mà. Đó, giống chị đó. Em uống cái DHA của Nhật á. Cái DHA 1.000 á. Chị mua Cái cái DHA đó. Uống cái người chữ Nhật đầu, bảo đó không có tác dụng đâu, uống làm gì. trời đất ơi, em uống nè mắt sáng trưng ra,
đỡ đau đầu bao nhiêu lâu liền? Em uống cái gì? Ăn gì? DHA hả? Đúng rồi, em uống DHA. DHA 1000 á. DHA Đáng tắc. Cho em xíu nhé, em check lại cho, nhưng mà em uống uống cái đấy là em đỡ mà. Trời đất ơi. Em đỡ đau đầu, em đỡ đấy luôn mà. Kiểu gọi như nào ta, nó dễ dễ ở lắm. chị hồi trước chị uống nhiều lắm, DHA, canxi nè, Chị lại uống rồi DHA hoặc là uống vitamin. DHA EPA ấy. Ừ, chị nói chung là uống đủ nhiều rau, viên rau củ, viên canxi, viên gì lợi cho đường ruột, rồi tùm lum lay trắng da đồ này kia nữa, chị uống nhiều, uống bút lơ xua xong bắt đầu lười dần, nhiều quá mà ngày uống nó gì mà 20-30 viên thuốc á, phải thuốc một kiểu thực phẩm chức năng 20-30 viên á, mình nhìn cũng thấy sợ nữa. Trời Được ơi vài bữa. sao, trời sao nó không lắp thêm ảnh nữa ta, trời đất bực ghê, không còn cái ảnh đó nữa rồi. DHA đấy hả? Đúng rồi, DHA EPA à, không, cái đấy là DHA 1000. 1.000 đúng không? Để chị Nó tìm cho. không có ở đây ta. Đây không thiếu gì. Đó thì uống cái DHA đó đỡ mà, thứ nhất là nó đỡ, nó sáng mắt ra, thứ nhất là nó cái dầu cá nó đỡ chị. Ừ. Hồi trước chị có mua cả cái omega uống á. Em chưa mua cái đấy, nhưng mà uống cái đấy cũng được, DHA hoặc là cô em đang bán cái DHA EPA ấy, À. cái lọ xanh xanh ấy, cái lọ xanh màu nước biển, à cái xanh lá ấy. Còn cái DHA 1000 kia kiểu màu xanh nước biển ấy. Nói chung là uống thực phẩm chức năng nó cũng một phần đó là mình ăn uống với lại cái giờ giấc sinh hoạt của mình á, nó cũng ấy, Đây cần này, cái phải tập DHA 1000S chị. đâu. Chị lên Google chị nhập á, DHA 1000S. Viên bổ não á. Đây. DHA 1000S. Nói chung là uống cái đó ổn, em thấy ổn. 1.000 nhé, 1.000 mg mà 1.000. DHA 1000S. Đó, uống cái đó đỡ mà. Hoặc là cái DHA EPA của Nhật cũng thế. Đây, chị mới thấy rồi này. Đó, DHA của Nhật á. Cái DHA EPA màu, loại màu xanh ấy chị ạ. Ừ, đây, nó đang bán ở trên đây là một man 260 yên là hơn 2 triệu này. U trời, em biết ngay mà. Bên này bán có mấy trăm mà. Sao kỳ vậy? Trời đất. Em mua cái em cái đợt đấy, cái đợt đấy là anh trai em ở bên đấy là mua cái lọ DHA EPA. Ừ. À đâu, DHA 1000 chứ. Là 970 ngàn à. 1.000S thì nó bán có 2 sen 997 là 3 sen chắc thuế má vào thì tầm 700 ngàn thôi. Ờ 700 7, 700 730 ngàn đúng không chị? Đúng rồi đó. Ờ Thì người Việt Nam 730 bán ngàn. cỡ đó. Thì về bên này là bán vào 970 à. Đấy. Chứ còn cái EPA kia như con mấy trăm mà. Trời ơi, cái EPA kia như con rẻ hơn ở cái DHA em uống á. Nên là bán đắt người ta. Không nhẽ em bị lừa ta. Nhưng mà em chưa mua. Ừ, thôi Tại uống cái vì S nó chắc. vâng, tại vì là em bảo anh trai em là mua thì ông ấy quen có người bên đấy rồi á, Ừ. thì nó đỡ, chứ bây giờ mình chả biết mình mua ở đây biết như nào á. Mặc dù cô chủ nhiệm em thì làm gì nhỉ, làm chuỗi cửa hàng Nhật đó, nhưng mà cũng ngại lắm. Ừ, với lại đi sao đồ thập phương ở ấy vào bà cũng lấy qua tay người khác thôi chứ không không Vâng, phải ấy. chuỗi chuỗi bà là thuộc thành viên của chuỗi cửa hàng á, nhưng mà Ừ. ôi khó tin lắm.
Trừ có mình sang tận bên đó mình mua thì mới ra còn tin được thật. Đúng rồi luôn. Ok, thôi bây giờ chị hoàn thành giúp em bài này nhé. Và nhớ giúp Ok. em là có thể sử dụng thì quá khứ đơn, thì quá khứ nếu như cần thiết. Được chưa? Tức Khứ là vâng, có thể sử dụng quá khứ, có thể sử dụng ở hiện tại được. sao tôi biết chia đấy, mà tôi để chị làm thử đi. Thế mà. Trời ơi, kêu trường này đi chơi mà không có tiền nè, chị ơi. Buồn Khổ thực sự ạ. cuối tháng ai đứa nào đủ lên chơi khốn nạn vậy, cuối tháng hết lương mà hết tiền mà nó kêu đi chơi. Không, mà em hát đi mà. Em rủ mọi người đi mà. Đúng Em đủ đi hả? rồi, nhưng mà không có nhiều tiền, hết tiền rồi. Thì đi ăn vặt vỉa hè thôi. Ôi trời ơi, ơi. Gì? Số mình khi nào mới được giàu đây ta? Khi nào thì số mình mới giàu đây? Hey you. Mười hai câu này cũng hơi hack não. Chị đang ý là đọc hiểu câu nào làm cho lắm. Hơi hack não một xíu. Ủa sáng giờ em đâu có làm gì mà nhìn điện thoại em tụt xuống 94% pin ta. Tin nhắn kiểu mấy cái thông báo tới nó cũng ấy đấy. Bình thường nó không hao pin thì đâu chị ạ. Đấy, Chắc là có vấn đề gì. dùng lâu rồi. Hoặc là mở một cái gì đó mà em để liên tục á. Đấy, ta. Thôi kệ nó đi. Chỗ kia ạ. Video.
Trời ơi, lại còn chuẩn bị đến ngày mùng 5 tháng 5 nữa chứ. Shopee siêu Nhưng mà sale. à. Ngày hội mua sắm từ từ cái ngày mùng 1 tháng 1 đến từ mùng 1 tháng 1 đến giờ em chưa một ngày nào là em săn vào những ngày đấy hết. Em toàn mua ngày bình thường. Ừ nha. Đấy, ba cái ngày đó mình đâu có tranh kịp chúng nó đâu. Muốn tranh cũng không có tranh được. Sao thế? Nó ít hàng vậy hả? Nó nhanh lắm chị ơi. Trời đất. Với lại em cũng chẳng cần mua cái đồ gì nữa. Xong chơi chơi thôi, kiểu mình thấy cái gì mình lên đấy mình thấy nó hay mà rẻ rẻ nó sale là mình bắt đầu mình muốn mua, chứ thực sự nó có thiếu cái gì đâu. Ví dụ như em có đam mê với quạt cổ trang nhưng mà tiền ship nó cũng đắt gần bằng tiền quạt à? Bỏ Tức đi. Mình... Ok. Có mấy câu không làm được. câu đầu tiên, what time do you usually, cái này phải là gì vậy? Always, luôn Get up. luôn phải get up đúng không? Mấy giờ dậy? The police couldn't catch the bank robbers. They Get into trouble. Trouble. got away. Got away. Ở đây phải là thì quá khứ, tại vì mình thì nhìn thấy couldn't. Got away. Bỏ trốn à? Vâng. I'm bored last. Boris, let's get together. Yes, get together with our friends. Kiểu gọi là gì nhỉ? Đi chơi. Đi Kiểu vậy. chơi với bạn bè cuối tuần. Hurry, we don't want to miss the train. Last. Let's get Get Stay warm and getting rest will help you. We have you. Câu 5 đúng không? Chị không biết. Không liền. Get Get over. over, vượt Get over. qua, hay Chịu là cảm khó. thấy kiểu không 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 bị lạnh ý. Vượt qua. Nãy dịch là phục hồi sau khi ốm. Vâng. Tức Là là kiểu là ốm này thì kiểu gọi là gì, get over là kiểu cảm thấy không còn, vượt qua được cái gì đó. I vượt go qua. over chứ. Get over là vượt qua, hay kiểu cảm giác của mình thôi. Nhiều khi ở đấy thì nó dịch ra một nghĩa, xong đến lúc ở đây nó lại ra một nghĩa chị ạ. Mệt lắm. Cảm giác Tommy. Câu số 6 này nè. Get into trouble after he told. Got into trouble after he told a lie. Mình nhìn thấy đây giúp em là told, quá khứ ạ. Got into trouble. Nói dối á. I really like my classmates. We'll get along. Get along with each other. Each other. Hòa thuận. Thân thiết tất cả mọi người. Em lại sắp bị nhiệt miệng. Uống nhiều nước mát, mua nước sâm gì đó, ở Việt Nam hay bán sâm gì đó. Lát thì em bôi thuốc hết ngày. Mua xe sakun á. Trời ơi, em uống ba cái đó có làm gì đâu chị, em cứ bôi thuốc cho nhanh. Bôi thuốc hả? Đúng, có cái thuốc mỡ, thuốc nhiệt miệng Bôi vào trong miệng đêm đêm, vâng, đêm dí cái vô hôm sau đỡ ngay. bôi vào I have to. I have to. Câu 8. Câu 8 ạ. Đổi đúng không? Không hiểu câu này lắm. Get behind. Get behind. Ừ. Get off. Ủa.
Tôi phải xuống máy bay để chuyển đến cái máy bay khác. Oh, the plan đằng sau. Vâng. Chị nhìn về đằng sau, transfer to another plane. Di chuyển hay là vận chuyển đến một cái máy bay khác. Vậy tức là phải xuống máy bay ở Toronto, sau đó chuyển sang cái máy bay khác. Kiểu bay chặng á. You should study more so you And get ahead. get behind. Why? Get behind là trượt. Chưa. Last week We get back. we get back. Got back ạ. Got back. Last week. Last week. My Hai. job doesn't pay me much money. It's difficult for me to Get by. sống sót. Dễ mà. I found a better job with higher salary. So now I can Get ahead. yes, get ahead. Rồi, sai mấy câu đây? 1, 2, 3. 4 câu. 3 câu. 3 câu. Đó. Có từ mới nào đây không chị? Salary là gì hả em? Câu Lương 12 ạ. á. Salary Salary. lương. Salary. Salary. Lương. Nó chỉ xem Robber là gì hả em? Robber Cô tên trộm cướp ngân hàng. có một cách gọi khác để chỉ cái trộm cướp này đúng Có rất nhiều loại. Ví dụ như là ship thì là trộm đêm. không? Nào, chia ra hiện nhé. Khi nào là trộm đêm, khi nào là trộm ngày, khi nào là trộm ngân hàng. Staying warm nghĩa là gì? Staying Staying warm là giữ ấm. giữ ấm. Staying warm giữ ấm. Getting rest. Rest là Getting nghỉ ngơi ấy. nghỉ ngơi. Tưởng kiểu bây giờ mùa đông á là tụi chị được nghỉ á, thì người ta bảo là gì? Ở nhà nghỉ ngơi kiểu vậy á. Em bảo hôm nọ lên TikTok em nói với chị Tiên, thấy cái bà quay TikTok của bạn kêu mùa hoa tuyết tùng ở bên đó, người ta người người nào cũng bị dị ứng. Đúng rồi, người Nhật thì hầu như là bị hết. Còn Việt Nam thì thế nào mà mũi yếu hoặc là qua lâu là sẽ bị giống chị này. Chị là vừa mũi yếu mà vừa qua lâu rồi. Nó hành chị mấy năm nay. Đó, thế mà người ta không chặt nó đi chứ. Chặt sao được em? Bao nhiêu cây thế mà chặt ra được. Trời đất. Ok. Not Khổ người dân ra. difficult. Nhưng mà cái đó thì có phải là đấy không chị? Có phải là Đúng. cây tự nhiên của nó Cây tự nhiên ấy. không? Trời, tưởng cây từ đâu Cây đến trồng, tự nhiên. thì cây từ đâu đến trồng thì thôi dẹp. Cũng sao mấy được. Wow. Bọn mình đi sang cái tiếp theo là cụ đi các cái từ mà đi với up. Add up là thêm. Tôi xin nha. Add up là thêm về số lượng. Add up. Add up là thêm về số lượng. Thêm Call up. Call up là gọi điện cho ai đó bằng điện thoại. Liên call lạc, liên lạc chứ. Call up là liên lạc với ai đó bằng điện thoại. liên lạc với ai đó bằng điện thoại. Clean Clean up là clean là dọn dẹp, làm sạch. up. Cut up là cắt cho nó thành nhiều mảnh. Fill up là kiểu gọi là gì nhỉ? Làm đầy ấy. Fill
Ok. Get up thì như vừa nãy rồi đúng không? Ừ. Give up là bỏ cuộc. Grow up là phát triển à? Grow up là đúng không? Lớn lên đấy. Grow rồi thì grown ấy. Up. Hang up to end a telephone conversation. Kiểu gọi là kết thúc cuộc hội thoại. Trời đất, tưởng thầy giáo nhắn Okay. gì ông lại thu hồi, chắc ông nhắn nhầm. Hurry up là làm cái gì đó nhanh hơn. Hurry up là lời dục với kiểu nhanh lên. Nhanh hơn. Lên. Make up to say something is not true, kiểu gọi là nói dối ấy. À, nói một cái gì đó mà kiểu không đúng sự thật ấy. Make up, ủa như trang điểm đi. Đúng rồi, cái này là người ta gọi là cái gì, cái nghĩa nghĩa bóng của nó, của cái từ make up này là quên rồi ta, nhưng mà nói cái gì đó mà không không đúng à, kiểu gọi là làm hư cấu lên đi. Show Làm up là để đến, to arrive để đi đến. đi đến. Ok. Sorry chị vẫn hơi mệt xíu, vẫn hơi ngáp. Sao? À, rồi bây giờ chị là bà làm em giúp em bài này nhé. Có thể chia, nhớ là có thể chia ở thì quá khứ nếu như mà cần thiết đấy. Câu vừa đầu tiên, my classmate was late. He finally showed up at 10 o'clock. Sẽ đến vào lúc 10 giờ. Làm từ câu 2 nhỉ? Đó. Có đọc. Ôi, chết rồi, em phải làm bài giữa kỳ thôi, không đến lúc chết mất. Làm đi, đừng để nó dồn lại. Trời ơi, đâu còn hai bài luôn đấy chứ. Astronaut là nghĩa là gì hả em? Đâu chị? Hỏi nhá. Astronaut. Astronaut là phi hành gia. Ừ, trời, hôm qua em xem cái chương trình, xem trên 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 Facebook á, cái gì nhỉ, vụ đầu bếp á, trời đất ơi, nhìn thấy mấy
Nhìn thấy mấy người Tây trả ra Tây, ta trả ra ta lên nói ra, nó vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt nhèm đấm lên mấy cái. Trời. Chương trình ở Việt Nam à? Đúng rồi chị. Ghét, không người tả nổi. Nói tiếng Ui. Việt thì nói luôn đi, bày đặt tiếng Anh, tiếng Việt. Nghe. Nghe, tôi ghét. Thật đấy. Em nhìn thấy cái đội đấy em khinh lắm. Không hiểu sao thật. Em ghét, em khinh chị. Nhiều khi á, người ta ở nước ngoài lâu hoặc là như nào đấy, Thì người ta có thể người ta nhầm lẫn còn ok, đây rõ ràng người Việt với nhau. Trời, đúng người Việt à, người Việt phải đặt nó tiếng Anh gì. rồi kiểu đấy, nhà chồng có ghét không được chứ. Chứ còn mấy mấy cái ông giám khảo thì người ta cũng ở nước ngoài nhiều, thì người ta nói tiếng Việt tiếng Anh người ta lẫn lộn thì không có sao, vì người ta như thế người ta quen rồi. Ừ. Đây mấy đứa Việt Nam bị đặt quê mù. Em thấy đúng kiểu nửa mùa luôn. Bài đặt đấy, đúng là kiểu thể hiện á. Hiện xong rồi là nhìn, xong rồi là chúng nó xem á chị, ở trên đấy chúng nó vào chúng nó bình luận, chúng nó chửi cho trời ơi, nghĩ thì xấu hổ. Vào mình chẳng nhẽ mình lại nói bảo là họ nói là dân trí thấp thì lại tự ái. Nhưng mà thật luôn á, kiểu đã dân trí thấp rồi lại còn bị đặt. Là người ta gọi là thích thể hiện đó. Trời đất ơi, em đã sắp được cắt cái móng tay này rồi. Hey you, xong chưa chị? Đợi chúng mình sắp xong rồi. Vừa mới nghĩ ra. Hỏi cái nhưng quên luôn. Ừ. Chưa này. Thôi, sửa luôn đi, còn 2 câu chứ không làm Ok, câu được. hai chắc chắn phải là less gì Cut ạ? Cắt nhỏ nó ra để up. làm salad. Oh, nói đến salad, không lẽ lát mình đi mua rau về mình làm salad ta? Trong tủ lạnh chị cũng có rau, tí chị cũng làm salad. Salad rồi em làm đơn giản lắm. Đó, em cắt rau ra, sau đó em cho sốt mayonnaise vào. Thế là thành. Có sốt gì? Vâng. Bên này có mỗi sốt mayonnaise thôi à? Rất vâng, ăn ngon lắm á. Ở trong siêu thị bán nhiều Ở bên này nó không có đa dạng như bên đó chị ơi, lắm. bởi vì Bên này cái mức độ ăn chuyên. salad salad nó không có phổ biến, Đúng rồi, đúng rồi. người ta hầu như người ta ăn nộm nộm rau củ, chứ người ta đâu có ăn ba cái thứ salad salad như mình đâu. My little brother likes to. Like to không hiểu Make up. giống như cái gì ấy? À, nói dối à? Không, gọi là hư cấu.
Hư cấu. các cái câu chuyện về Space Alliance, người ngoài hành tinh. Alliance là người ngoài hành tinh. Sao mình Ok dịch chị. nó không rất nghĩa là nó. Cái đó chị hiểu nhưng mà chị không hiểu là tôi nói cái gì làm cái gì để giống ấy. Kiểu em bảo rồi mà, nó là kiểu hư cấu à, nó không đúng sự thật mà. Ok. Should Clean rồi, very messy, bừa bộn đó, phòng em cũng vậy, up. đống bừa bộn. Thật ra phòng em cũng không có gì nhiều lắm, là em chỉ việc quét lại mạng nhện, sau đó là em lau lại cái bàn trang điểm của em, vậy là xong. À không nhẽ ta lại bỏ tiền ta mua cái em lại bỏ tiền em mua cái đấy ta, Vụ à? không mua cái giá để sách Còn ở còn năm nữa à? 2 năm nữa. Hai năm Ông nhưng mà nữa. ba cái thứ đó không sợ chị ơi, sau này mình đi làm mình có thể dùng đến nó mà. Vậy mua cũng được, sắp sale rồi, mua. Mua trên Shopee. Không, em mua ngoài rẻ hơn á. Trên Shopee nó mỏng dính nhỉ. Ờ, mình cũng không đi I làm. tried to. I try to up. Give up. Add up the Add number kìa chị. up. I try. Tôi đã thử. Tôi cố gắng, tôi thử để thêm con số vào nhưng mà tôi lại làm lỗi. Chưa? I went to bed late. So it was difficult để Get got up. Get up. À, up. có was rồi. Get Ở bên này có was rồi thì động từ sẽ để up. nguyên. Get up. Kể ra ở đây nó không có were thì là ở bên kia thì có went kia rồi thì phải chia đấy. Là phải được Ừ. got up. Tom wants to be an astronaut when he Grow up. Grow grows. up. Chết Rose. thì hiện tại đơn. Rose. 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 We Fill, fill, fill fill up rồi ạ. Để đổ đầy up. Ở đây. xăng. Yeah. Rồi. Người ta gọi là gas. Người ta gọi là Gas. 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 Vâng. Nhưng mà thực chất ra là cái gì nhỉ? Cái từ xăng á, trong tiếng Anh ấy là nó xăng của Việt Nam nó gọi từ kiểu tiếng Pháp á. Còn nếu như mà không á thì người ta hay gọi là fuel, là nhiên liệu. Feel Và nhiên liệu, fewer nhiên liệu nhiên liệu mới gọi là nhiên liệu và thạch. fewer fewer Try to try to give up. give up. Hurry Thử bỏ qua. up. Đừng đừng có bỏ cuộc. Kiểu đây này, chị nhìn vào đây này. Too much time. Quá nhiều thời gian rồi. Thì phải làm sao? Nhanh lên. Talking too much. Vâng. Nói Please. nhiều. Please hang up. Call up. Oh. Hang up the phone when you finish your call. Chưa Finish. Trời đất. Kết thúc. Thì phải là hang up. up. Vâng. Chả nhìn thấy finish gì cả. I tried to. Call Đúng rồi, đây mới là call up. up. Sam didn't. Sam didn't give up. Đúng rồi. Không bỏ cuộc. Dễ mà chị, đúng không? Mấy cái này đã hơn. Vẫn xài lắm. Vẫn xài. Đó, ví dụ như cái make up, cái story kia kìa thì mình phải biết rõ.
kiểu gọi là hư cấu. Giờ có từ mới nào không nhỉ? Xem nào. Không, không có từ mới. Có lại chị Ok. hỏi. Thôi, mình sẽ nghỉ 5 phút chị nhé. Sau đó thì mình sẽ vào học tiếp. Ok. Ok, mình sẽ tắt cam, tắt mic đi và có thể đi đâu đó. Trong 1 5 phút thì 11, 10 giờ 50 mình sẽ quay lại ha. Ok, 12:50 nha.
Chị ơi. Chị đây. Ok, học Ok. nào. Chị. Trời ơi, anh trai em quên mang thẻ thành viên của em về. Ơi trời. Trời Thế gì kia là kia mê trôi. Thẻ thành viên á, thẻ thành viên của siêu thị Go. thế tích Big điểm C nghe. Đúng rồi. Không biết là hả? thẻ gì, tích điểm hay gì. Ông anh gạo, ông ấy làm ở đấy, ông gạo làm. Ơ thế làm, có mất gì đâu. Em có mấy khi đi siêu thị đâu mà. Đi siêu thị tốn tiền chết đi được. Đi chợ hả? Ở Việt Nam có chợ tiện hả? Thích gì ra chợ? Chợ, ví dụ như kiểu ví dụ em cần mua ví dụ ba cái đồ mắm muối gì đó hay là mấy cái đồ dùng sinh hoạt gì đó thì mới vào siêu thị thôi à, còn đồ ăn hàng ngày thì đi mua ngoài chợ đầy à, mua trong siêu thị đặt lói ra à. Thịt cũng vậy á Chợ nó cũng bán y chang vậy thôi. à. Mà ra ngoài chợ nhiều sự lựa chọn hơn. Rồi đó. Mà nhiều mặt hàng, nhiều cái tươi. Rau cũng tươi chứ, trời ơi rau ở chợ tươi chứ, rau Tiếng. ngày nào cũng mới luôn. Giờ này mình sang part 2, question words before to infinitive. Mình sẽ có từ để hỏi ở trước to verb được chưa? Mình dễ mà. Mình tắt bớt mấy cái hiệu ứng đi, khổ ghê. Được chưa? Và ở đây mình có một loạt những từ để hỏi như sau ạ. What hỏi cái gì, where ở đâu, when khi nào, how thì hỏi về cách thức như thế nào, who là ai, whether là có cái gì đó, không hay là liệu rằng, why là tại sao. Lưu ý giúp em này, riêng why, why thì sẽ không đi với to verb. Why là không đi với tôi? Vâng. Còn lại thì để đi với to verb được chưa? Và những cái cấu trúc này diễn tả sự bắt buộc, diễn tả những cái ý như là sự bắt buộc này và khả năng có thể xảy ra, và nó đóng vai trò như là một bổ ngữ của động từ đứng trước. Ví dụ như là I don't know what to thì what to do ở đây chính là tân ngữ để chỉ cái nói là cái việc là biết, bổ bổ trợ cho cái từ know được chưa? Tôi không biết phải làm gì. Được chưa? I don't know where to turn for help. Must find out what to do next. Chúng ta phải tìm ra làm gì cái gì tiếp theo. Thì cái từ what to do next nó bổ sung cho cái từ find out. Tìm ra để làm gì. Kiểu như vậy nó bổ sung nghĩa cho cái từ động từ đứng trước nó dễ mà. Chị chụp lại chưa? Chị chụp rồi. Ok đó, đơn giản đã Ok. review luôn rồi. Ở đây mình sẽ có cấu trúc như thế này ạ. Chủ ngữ cộng động từ cộng direct word cộng chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ viết nó lại là chủ ngữ cộng động từ chính cộng từ để hỏi cộng to verb và cộng với tân ngữ, được chưa? Vậy là ở đây thì mình sẽ bỏ cái gì đi thôi chị? Với lại mình sẽ bỏ cái gì đi ạ? Bỏ chủ ngữ. Gọi bỏ chủ ngữ và chuyển verb thành to verb, được chưa? Được chưa? Bây giờ chị làm cho em 5 câu này nhé. Đợi chị xin, chị đang chép. Rewrite, viết lại câu. To verb ở đây mình có thể dùng những từ nào? Là cái verb của trong cái câu đấy đấy chị, chính là cái verb ở trong đấy đấy.
Rồi. Rất dễ. We don't know where we should put the sofa. Xong chưa chị? Chưa, đợi chúng đi. Trời, mấy con gà chị tài quá. Em một phòng trọ mà cũng có gà luôn Chủ nhà người ta nuôi nhá, không phải chủ á. nhà mà cái khu này, khu tổ hợp của nhà 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 anh em nhà người ta. Cô chủ nhà thì cô không có nuôi, cô không cho nuôi, nhưng mà người ta ra cứ thích nuôi ấy. Vì nó hôi lắm, hôi rình lên này. Ok. Ok. Câu đầu tiên, we don't know where we should put the sofa. We don't know where to put the sofa. Don't know where to put the sofa. Rất dễ thôi ạ. Đúng không ạ? The rules didn't specify to who I should speak to in case of an emergency. The rules didn't specify who to speak to in case of an Emergency. emergency, emergency, emergency. My wondered how she could ride the scooter. My wonder. Wonder it, wonder it, wonder it, wonder it. Wondered. My wondered how to ride the scooter. How to ride the scooter. How to ride Scooter chứ, scooter hay scooter. là Scooter. 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 Let's decide when we should start the project. Let's decide when to start the project. Let us vẫn Let's phải để start. nguyên ạ, chỉ sau mỗi cái when thôi. À, sau sau cái từ để hỏi thôi ạ, là mình sẽ thay đổi thôi Ủa, chị không ạ. đọc ớt à? Không. Let's decide.
Decide to start the project. Để cho chúng tôi quyết định là khi nào thì bắt đầu dự án. Could you tell me where I can find a good hotel? Could you tell me when to find a good hotel? Could you tell me where to find a good hotel? Cái này dễ mà đúng không chị? Sai làm sao được trời. Nhìn. Rồi ạ, một loạt câu nữa. Làm tiếp à? Đọc luôn nha, khỏi biết nha. We must find out what to do next. Đúng rồi ạ. Rất là đơn giản. A good dictionary. A good dictionary tell you how to pronounce the words. How to pronounce the words. Thì một cái quyển từ điển tốt sẽ nói cho bạn làm cách nào để phát âm từ đó. Hay gọi đây ta. Ok đi. We are not sure who to meet at the entrance. Entrance. Who to meet the entrance? Các bạn câu số 9 ạ. I can't remember when to turn off the over. When to turn off. Ừ. Yeah. Chắc vì cái I have kia nó là thì hiện tại hoàn thành. Turn off the oven. I can't remember when to turn off the oven. Câu số 10 ạ. Do you know what to look for? Yes, do you know what to look for? Bạn có biết là phải gì nhỉ? Xem cái gì không? Tìm cái gì không? Sao đã lấy ngay đấy rồi? Đã lấy ngay bài test rồi. Điều vậy. Ủa có chút xíu là đã test luôn đấy hả? Điều vậy, thôi kệ đi chị, không test. Thật luôn á, điều lắm luôn á. Vừa học được có xíu. Nếu mà có thì cứ test thử. Ủa nhưng mà mới học có không, một không, bài chứ không, mấy. Không đúng đâu, không đúng đâu chị ơi. Ủa, cái khỉ gió gì tưởng đứa nào. Ô chết, thêm sạc máy đó. Ok. Rồi, mình sang phần tiếp theo của bài ngày hôm nay. Nghe cái nhạc mà thấy dầu dĩ. Đó, lại biết ngay là chèn ba cái thứ nhạc vô đây mà. Tiếng Anh của cái Pantado này hình như là hầu hết là dạy cho con nít đúng không? Đúng rồi, trẻ em ạ. Là sao? Đúng rồi đây. Suốt ngày lồng ba cái thứ tiếng vào mấy cái này bực mình. Chả có cái tác dụng què gì. Ừ, rất sai. Tại vì nghe cái nhạc ấy xong mất cả phút trời à. Nó cứ bị nóng náo, bực lắm. Bực ngáo lại dùng. Rồi mình sẽ học về report to speech. Câu gián tiếp ạ. Hay gọi là câu tường thuật đấy. Report to speech. Câu tường câu thuật. Câu tường thuật hoặc là câu gián tiếp. Ok. Rồi ạ, report to speech là câu tường thuật hay gọi là câu gián tiếp mà ta dùng để thuật lại hoặc kể lại một câu nói của người khác đã nói.
Được chưa? Ví dụ này, câu của người ta là What is your name? He's asking me. Đây là câu của người khác nói, được chưa? Hay là câu trực tiếp ấy, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ nói nó ở dạng indirect, thì sẽ nói là He asked me what my name was. Được chưa? Lát nữa thì mình sẽ gọi là như nào ta? Mình sẽ đi vào cấu trúc thì mình sẽ hiểu rõ hơn cái này. Thì mình ở đây em chỉ nói ví dụ cho chị như vậy thôi, được chưa? Là câu giám chung mà. Được chưa? Dùng để thuật lại, kể lại câu của người khác đã nói. Ok. Rồi mình vào phần note luôn ạ. Ôi đừng cho mấy cái hiệu ứng nữa. Chị lưu ý giúp em phần đầu tiên. Đây, nếu như động từ tường thuật, được chưa? Động từ tường thuật, reporting verb ạ. Chia ở thì hiện tại thì chúng ta sẽ giữ nguyên thì của động từ chính, của đại từ chỉ định và các trạng từ chỉ nơi chốn cũng như là trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp. Nếu Được chưa? Thì vậy chị có biết động từ tường thuật ở đây là cái động từ nào không ạ? Đó chính là cái này nè. Ví dụ như cái từ says là thì hiện tại đúng không ạ? Thì khi mà mình nói đây này, cái says này này, người ta viết là nó là says, nó hiện tại, thì cả cái câu đó mình vẫn giữ nguyên cái thì của nó, được chưa? Giữ nguyên thì giúp em nhé, chứ không phải là giữ nguyên cả câu bê lại đâu ạ. Được chưa? Mình chỉ giữ nguyên thì thôi ạ. Đấy là dạng nếu thứ nhất, được chưa? Tức là động từ tường thuật ở hiện tại thì mình sẽ giữ nguyên thì của động từ chính. ở hiện tại Hay đơn giản là mình giữ nguyên thì của cả cái câu đó, được chưa? Tức ừ. là ví dụ như ở đây, says ở đây là thì hiện tại này, được chưa? Và ở đây chúng ta có I'm going là thì gì đấy ạ? Thì hiện tại tiếp diễn đúng không ạ? Thì khi mình viết lại thì cũng vẫn phải viết lại ở hiện tại tiếp diễn vẫn là is going, mình chỉ đổi chủ ngữ đi thôi, được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như động từ tường thuật đấy mà là ở quá khứ thì mình phải lùi một thì của động từ chính, được chưa? Lùi một thì của động từ chính. Ví dụ như nó đang ở thì hiện tại đơn, được chưa? Cái động từ chính ấy mà hiện tại đơn thì mình phải lùi nó về thì quá khứ đơn. Nó đang ở thì hiện tại tiếp diễn thì mình lùi nó về quá khứ tiếp diễn. Nó đang ở hiện tại hoàn thành thì lùi nó về quá khứ hoàn thành. Nó đang ở quá khứ Cứ hiện đơn. tại lùi về quá khứ à? Đúng không ạ? Còn ví dụ như ở quá khứ thì sẽ lùi về đến cuối cùng nhất là về quá khứ hoàn thành thôi, được chưa? Tức là cái quá khứ hoàn thành là cái gốc nhất rồi chị nhé. Ủa giờ chị không biết mấy cái thì phải làm sao? Trời đất ơi. Mấy cái thì á? Trời đất ơi. Một sự sụp đổ biết vậy cho chị học từ lớp 6, của lớp 6 đi. Đó. Động từ chính mình cũng không bằng. Rồi không nghĩa buổi sau cho học ở lớp 6 ta. Cho chị học lại cái đống thì đó được rồi. Như là lớp 6 là thì. Ủa. À không, lớp 9 thì cũng học thì. Nhưng mà về Nhưng mà học sau này thì mới học thì. hơn đúng không? Phải tiết sau á mới học thì chị ạ. Trời đất ơi. Không nhẽ bây giờ em lại nhảy lung tung, em dạy lung tung ta. Em Em cứ bắt dạy đầu cái phòng. nào thấy cho nó tốt với chị là được. Không cần thiết là phải theo bài bản. Tại em sợ nhảy giáo trình những lúc sau này QC xem QC ở đâu code đội code team chấm video thì lại nhắc nhở mà không cẩn thận em lại còn bị phạt mất tiền nữa chứ, 200 Không thì ngàn đó. em vào cái giáo trình đấy xong em chụp mấy cái thì là em gửi chị là được. Em sẽ dạy cho chị các thì cho nó dễ, tại vì gửi gửi không à. Không không có được đâu, chị không hiểu đâu. Ôi. Đấy, Lớp đây 6. Lớp 6 chứ rồi. đây đây để em gửi cái câu này cho chị nhé. Đâu rồi ta? Đây, cái từ speech ở đây nó đang bị lỗi chị nhé. Ừ.
speech của người ta thì các bà lại viết thành speed là tốc độ. Ừ. Đó đó, em gửi rồi đó. Đó rồi. Đấy là cấu trúc ấy. Được chưa? Chị thấy chưa? Đó là lùi thì đó. Lùi lùi tức gọi là lùi về cái cuối cùng nhất, là chỉ lùi được đến thì quá khứ hoàn thành thôi, chứ không lùi được thêm một cái thì nào nữa đâu. Được chưa? Rồi ạ, đấy nhé, lưu ý cho em này. Tức là cái động từ tường thuật nhá, nó phải phụ thuộc vào cái động từ tường thuật. Nếu như cái động từ của nó mà là đấy, nó mà là gì nhỉ? Nó mà là hiện tại thì là giữ nguyên thì, mà nó mà quá khứ thì là chuyển thì, được chưa? Ví dụ như đây chị nhìn giúp em này. Sat đây này. Được chưa? Sat là quá khứ rồi thì tất nhiên là cái will talk này sẽ phải lùi một thì. Tuy nhiên á thì chị lưu ý giúp em này. Thì ở đây á, will mình sẽ phải lùi thì của will chứ không lùi thì của talk đâu. Được chưa? Cứ nhìn thấy cái động từ khuyết thiếu là lùi thì của động từ khuyết thiếu thôi chứ không lùi thì của động từ chính ở đây. Chưa? Ở đây thì có một số động từ không thay đổi khi mà chuyển sang lời nói gián tiếp, thì mấy cái này thì rất là đơn giản rồi, được chưa? Vì nó đã thì quá khứ rồi thì là nó sẽ không đổi nữa. Và cái dạng mà viết lại ở lời nói ở dạng hiện tại kìa rất ít, chủ yếu là ở dạng quá khứ là nhiều thôi ạ. Cho nên là những cái từ would, should, could, may, could, might rồi ought to này thì tôi giữ nguyên giúp em được chưa? Đó, chị chụp lại đi. Đây là quy tắc lùi thì đấy, thì em gửi cho chị cái bảng ấy được chưa? Đó, tất cả các thì này chị nhìn cho em này. Present simple này, present continuous này, past continuous này, hay là present perfect hay là past simple. Được chưa? Tất cả những cái thì bên này. Thôi, nó là cái bảng vừa nãy á. Cái bảng vừa nãy nó đầy đủ hết á, không cần phải chụp lại đâu. Để chị lưu Được chưa? anh. Thì ở đây chỉ có những cái từ phải đổi, ví dụ như là must thành have to thôi, không có gì hình như ở trong đó có hết rồi. Được chưa? Rất là dễ thôi, trong cái kia chị nhìn nó sẽ dễ hơn vì nó có hàng, có cột, nó có ví dụ luôn. Đúng Đó, rồi chị đó. nhìn thấy chưa? Thì chị nhìn vào cái đó thì sẽ làm tốt hơn, dễ hơn. Cái đấy là của lớp 8 đó. Mình có suy nghĩ lại về chuyện học từ lớp 6 không? Buổi tới em xem thế nào. Ừ. Cứ học tiếp hết bữa này đi ha. Nó cũng dễ hả? Rồi ạ. Khi mình chuyển lời nói trực tiếp sang gián tiếp mà động từ tường thuật là quá khứ thì các trạng từ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn và đại từ chỉ định thì được chuyển đổi theo quy tắc như sau. Rồi ạ, chị nhìn thấy cái này chưa? Ôi, trời ơi, sao nhân chèn cái hình đi vô, trời em chưa cắt cái này đi. Nhưng gì những Chèn nguyên vào giữa cái bài của người ta. Chắc đây là cái quy tắc. Quy tắc của mình thì đó, như thế này. Today sẽ chuyển thành that day. Tonight sẽ chuyển thành that night. Tomorrow sẽ chuyển thành the next day hoặc là the following day. Yesterday sẽ chuyển thành the day before hay là the previous day. Thường thì người ta sẽ chuyển là the previous day. hôm qua. Vâng ạ. Ago sẽ chuyển thành before. Now sẽ chuyển thành then. Ngày Next Sunday hay next gì gì đó thì sẽ chuyển thành the giờ next, được chưa? Hoặc là the following. rồi Rồi last thì sẽ chuyển thành the previous hay là the gì đó before. hôm trước à? Vâng. Rồi the day after tomorrow, tức là cái ngày
mà sau ngày mai ấy, the two days time hay là the two days later là hai ngày sau. Hai ngày sau. Mình hay nói là ngày kia. Được chưa? Ngày kia sẽ là two days later. Two days later. Two days later. This thành that. This thành those. This, that. Cả this, cả that thì sẽ chuyển thành the. Here sẽ chuyển thành there. Cái này dễ hả? Được chưa? Chị chụp lại đi. Sao các cô không làm cái bảng như cái kia đi ta? Bực ghê. Em sẽ chụp rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ có reported statement, reported question và reported comments. Đầu tiên là câu lệnh, câu hỏi và comments. Comments, comments chứ không phải comment, comments là lời khuyên hay cái gì ạ? À? Em không nhớ cái từ comments đấy nữa rồi, cho em xíu. Check lại cái từ comments. Là lệnh. Lệnh. À, statement là câu tuyên bố. Ừ. Trời đất ơi, não loạn rồi. Rồi ạ, à, ở đây thì với đầu tiên với lại report the statements. Với câu tuyên bố, được chưa? Thì chúng ta có chủ ngữ cộng say hoặc là said cộng với that, có thể có không có cộng chủ ngữ cộng động từ, được chưa? Câu tuyên bố. Rồi ạ, khi mà chị nhìn cho em này, khi mà nó là says hay là say to cộng với tân ngữ thì mình viết lại ở dạng dạng gián tiếp sẽ là tells hoặc là tell cộng với tân ngữ, được chưa? Ừ. Còn nếu như là said to thì sẽ là told. Say to, tell. Say khác nha mà said khác nha chị nhé. Được chưa? Ví dụ này, he said to me, thì đây nó là said to đúng không ạ? Ừ. I haven't finished my homework. Haven't finished là khi nào đấy ạ? Haven't. Ở trên là quá khứ đúng không? Đâu, thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại. Finished không phải là đã hoàn thành rồi. À. Hiện tại. Have. Hiện tại hoàn thành. Have khác mà have khác chị nhé. Ừ. Được chưa? Hơi khó hả nha. Dạy xong bài này có khả năng là hơi loạn não rồi nha. Dạy xong bài này có khả năng là học bài em 6 à? Có khả năng là phải học lại cái thi của lớp 6 kia. Đúng rồi đó, tại vì chị cũng nói là chị không biết thi mà, không biết cái mấy cái thi đó đâu, chị quên hết rồi. Cố dạy nốt cái này đi ha. Ừ, cứ học tại đi. Vì lớp 9 thì nó cũng có, lớp 9 thì nó cũng có, nhưng mà nó đến tận unit 11 cơ. Unit sau cơ. Tại vì em cũng đang dạy một bạn. Em cũng đang dạy một bạn lớp 9 rồi. Thì về sau á thì là mới mới học đến chưa? Tôi cứ học hết bài này đi rồi mình sẽ về lại đi. Vâng. Chị không quan trọng cái ấy đâu, cứ làm sao cho nó cái căn bản, cái gốc của mình nó chắc chắc một xíu thì nếu mà mình học lên cho nó đỡ vất vả. Rồi ạ, được chưa? Thì mình sẽ nhìn thấy này, set to sẽ chuyển thành told. Told. Được chưa? Haven't finished sẽ trở thành hasn't finished, lùi mất một thì, để chạy từ hiện tại hoàn thành lùi xuống quá khứ hoàn thành ở đây ạ. Và lưu ý cho em nhé, câu trên này nó phủ định thì dưới cũng phải phủ định, đừng có phủ định chuyển khẳng định, mệt lắm. Được chưa? Mình chỉ lùi thì của nó thôi chứ không được chuyển nó từ khẳng định sang phủ định đâu ạ, hay là từ chủ động sang bị động đâu ạ. À nhầm, chủ chuyển từ chủ động sang bị động được, nhưng mà không thể chuyển từ khẳng định sang phủ định nữa đó. Được chưa? Rồi đây mình có typical reporting verbs for statements. Mình có các cái loại động từ tường thuật là say, tell, mention, inform. Mention là nhắc đến. Inform kiểu là đưa thông tin. Mention nhắc đến.
Được chưa? Bây giờ chị chụp lại giúp em đi. Chị chụp rồi. Rồi ạ, mình sang tiếp theo với lại question. Thì riêng với reported questions mình có hai loại là dạng yes no, có không và doubted questions, được chưa? Thì mình sẽ vào dạng đầu tiên trước ạ. Đấy chính là dạng yes no question. Thì với dạng này sẽ là chủ ngữ cộng với asked hay là wanted to know hay là wondered, được chưa? Cộng với if cộng với hoặc là whether cộng chủ ngữ cộng động từ. Hơi hơi khó nhớ một xíu. Cậu Được chưa? đã chết mà. Đây là chính là dạng chuyển của nó, được chưa? Thì nhìn giúp em này. Nhìn giúp em này. Ở câu trực tiếp là câu dạng câu hỏi yes no. Được chưa? Câu trực tiếp là câu yes no nhá. Đây giúp em là phải xác định được câu trực tiếp là câu gì đã thì mới có thể chuyển được, chứ không thể chuyển nhầm được, được chưa? Nếu như câu trực tiếp của nó là yes no thì mình mới có thể chuyển nó về dạng yes no, được chưa? Còn nếu như câu trực tiếp của nó mà là từ để hỏi thì phải chuyển nó về dạng từ để hỏi, được chưa? Thì đây thì câu trực tiếp của nó là do you want me to come. Bây giờ mình sẽ chuyển lại. Mình sẽ chuyển lại với chủ ngữ. Được chưa? Chủ ngữ sẽ là I I ask ask him. him Được chưa? if he wanted Đến if. Được chưa? if If he đến chủ ngữ là anh ấy hay là cô ấy đều được, được chưa? Là ask her đều được, được chưa? If he wanted, nhìn thấy chưa? Wanted me to come, được chưa? Wanted me to come thì cái đấy là ở phía đằng sau rồi, được chưa? Và nhớ là vẫn phải lùi một thì, được chưa? to Rồi ạ, hay là câu bên dưới. Have you fed the come. được chưa? She asked me, cô ấy hỏi tôi, whether I had. Bởi vì ở đây mình nhìn cho em là have you fed là thì hiện tại hoàn thành. Mình lùi một thì của nó xuống là quá khứ hoàn thành. Phải là had fed, được chưa? Cái The dog if với whether là mình có thể muốn sử dùng dụng. cái nào cũng được đúng Vâng đúng rồi, một trong hai đều được. Hoặc là mình không muốn sử dụng là ask thì mình có thể sử dụng là she wanted to know. know. Vâng. Một Wanted to know whether I had fed the dog. Đều được, được chưa? Riêng dùng với ask thì phải cộng với tân ngữ, còn những cái còn lại thì không cần cộng với tân ngữ, được chưa? Ok. Không cộng cận là chết rồi đấy. Được chưa? Chị chụp lại giúp em đi. Chúng lại phải Chị có chụp cả cái ví dụ mới hiểu được nhé. rồi. Ừ, chị chụp rồi. Rồi sang dạng tiếp theo, đấy là dạng doubted questions. Dạng với dạng từ để hỏi cũng như vậy, nhưng mà mình sẽ không sử dụng whether hay là if nữa mà mình sử dụng luôn từ để hỏi đó. Ví dụ này, they ask us, được chưa? Where are you going on holiday? Thì nhìn giúp em này. Đầu tiên là người ta sử dụng là ask, được chưa? Thì mình viết lại cũng phải là ask, được chưa? They ask us vẫn viết nguyên lại như vậy giúp em, được chưa? Sau đó là đến luôn từ để hỏi của cái câu trực tiếp ấy là where, We. được chưa? Ở nhìn ở kia giúp em ạ, you. Thì bây giờ mình phải chuyển thành We. we, tân ngữ ở kia phải thành chủ ngữ, được chưa? Rồi nhìn giúp em, are going là thì hiện tại tiếp diễn, mình viết lại lùi một thì từ hiện tại tiếp diễn thành quá khứ tiếp diễn là were going, và viết những thứ còn lại lại, được chưa?
Where are you going on holiday? Where were we? Well, where we were going on holiday. Where we were. Sao giờ đấy vẫn còn ngáp được nữa, mệt thật đấy. Ok. Rồi tiếp what theo, nhìn ví dụ bên dưới ạ. Ví dụ bên dưới, what are you talking about? Sat the teacher. Thì đấy, nhìn giúp em là sat, được chưa? Là thì gì rồi ạ? Quá khứ rồi, được chưa? Nhìn giúp em are talking là thì gì rồi ạ? Are talking là hiện tại. Hiện tại okay. Rồi, lùi lại thành. Lùi lại thành quá khứ. Rồi ạ, được chưa? Hiện tại tiếp diễn, lùi thành quá khứ tiếp diễn. Vẫn giống như câu trên thôi, được chưa? Ừ. Vẫn là the teacher ask us what. Sao đến chủ ngữ? Chủ ngữ đây là we. You kia, chuyển thành we. We. Sau đó đến động từ chính là were talking about, được chưa? Rất là dễ. Ok, chị chụp rồi. Chị phải hiểu nhá. Không lát nữa là chuyển nhầm hết chủ ngữ nọ, chủ ngữ kia đấy. Rồi, đến lượt reported comments. Lệnh. Là mệnh lệnh. Là chủ ngữ cộng told, cộng tân ngữ cộng to infinitive. Cái này hơi khác một chút này. Riêng câu mệnh lệnh, được chưa? Riêng câu mệnh lệnh thì nó không phải là thì gì nữa cả, mà nó là to verb luôn. Được chưa? Ví dụ này. Đầu tiên ạ. Tom said, please wait for me here, Mary. Tom said. Thì chị nhìn giúp em này. Ở đây có said này. Và đây là dạng câu mệnh lệnh, được chưa? Thì mình sẽ viết là Tom told Mary. Chủ ngữ, nhầm. Động từ ở đây là wait, được chưa? Mình sẽ viết nó thành to verb là to wait for me ở đây. Mình phải chuyển ạ. Mình phải chuyển tân ngữ ạ. Thành him. Đúng rồi ạ. Him, được chưa? Nếu như đây mà không phải là Tom mà là một người con gái nào đó thì phải là him, her. Đúng rồi ạ, her, được chưa? Đấy, được chưa? Đấy là dạng khẳng định. Dạng phủ định. Dạng phủ định sẽ là not cộng với to verb thôi ạ. Don't talk in class, the teacher said. The teacher told the children not to talk in class. Và lưu ý với em ở đây thì có một số động từ thường dùng khi tường thuật lại câu mệnh lệnh. Có thể là tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remark, instruct. Được chưa? Đây chính là một số động từ sử dụng khi tường thuật lại câu mệnh lệnh. Thường thì em thấy cái câu mệnh lệnh này ít lắm. Tại vì nó rất là khó xác định. Khi nào nó là câu mệnh lệnh, khi nào nó là câu tuyên bố. Được chưa? Ok. Ok, hôm nay mình nghỉ đây chị nhá. 29 rồi, 30. Có ví dụ gì về mấy cái này không? Như là bài tập gì không? Cho chị làm thử xem nào. Ví dụ thì có chị ạ, nhưng mà cái này hơi khó một xíu. Đây là với statement trước nhá. Đó. Chụp xong chị làm thử. Chị làm sau đó buổi sau thì mình sẽ chữa nhá. Ok. Thì xem đây là dạng statement nhá, không phải là ở dạng comment nữa, comments à, okay. Comments nữa. Ừ. Statement. Ok. Để chị làm xong mà có gì được thì chị gửi luôn. Wow. Tối chị gửi. Đó.
Ở đây là question này, ở đây thì là comments này. Các chị cứ làm đi rồi chặn xong rồi là mai mình sẽ chữa. Ok. Ok, chị có câu hỏi gì trong ngày hôm nay không ạ? Không có. Để học hết bài này đi rồi xem nếu mà thấy khó nhằn có gì thì chuyển lại xuống lớp 6 đi, học từ đầu luôn đi cho rồi. Để đỡ Đó, đó đấy. Để em xem còn đi lại lại mất cả mất thời gian. xem còn bao nhiêu buổi ta. Tới tháng 9 lận nữa. Còn 48 buổi nữa. Ừ. Khá khá Được rồi. là đấy nha. Khá là lâu nữa đó. Ừ, tại vì chị 6 tháng lận mà. Ui chị 16 tháng có nhiều Học người xong. còn 1 năm luôn á. Đấy, Đây học nè, xong chẳng có một bạn có học 130 buổi với em nè, xong rồi là 102 buổi nè. nhiều. Chị học được bao nhiêu buổi rồi? Mới 24 buổi à? 24 buổi, 2 tháng rồi đúng Đúng rồi, gần 3 tháng rồi. không? 2 tháng. 2 tháng rồi, gần 3, 2 tháng gần hết 2 tháng rồi. Tại vì chị học từ mùng 1 tháng 3. Đó vậy đó, và nó ở trong đầu là được có một chút xíu rồi đó, lộn xà lộn xộn, cứ được một khúc cái này mình hiểu cái này mình không hiểu, cứ bắt đầu lại phải quay ngược lại học lại. Tại vì là một tháng mình học có 12 buổi thôi à. Đúng rồi. 12 buổi thì của lạ hen. Chị 72 buổi mà một bạn kia 64 buổi thì là nó chênh nhau có bao nhiêu? Có 8 buổi đúng không? 8 buổi thì nó vào có 3 tuần à. 3 tuần thì là chưa đến một tháng của chị. Không hiểu chị kết thúc tháng 9 mà bạn này kết thúc tháng 5. Không hiểu mọi người tính lịch kiểu gì. Xếp lịch chị 1 tuần 3 buổi, có khi người ta học tuần 4 buổi sao? Không, bạn này học tuần 1 tuần 3 buổi thôi. Nhưng mà Ừ. không hiểu sao mọi người xếp cái ngày bế giảng á, Ừ. cái ngày dự kiến kết thúc khóa học á. Cái gì? Em có bị lộn không? Em đang nghi là khả năng là bị nhầm đây. Tại vì bạn ấy học 23 buổi thì chị học 24 buổi đấy. Ừ. Thì nếu như bạn ấy còn 41 thì chị còn 48 thì em bảo rồi thì 7 buổi của chị đúng không? 7 buổi của chị Ừ. thì nó chỉ vào rơi vào có 2 tuần đến 3 tuần thôi. Ừ. 2 tuần Thì đến ít 3 tuần thôi thì ít nhất là nhất bạn ấy cũng phải tầm tháng 8 đúng không? ừ. Mà đây lại ghi tháng 5, em cũng thấy hơi nghi nghi. Tại vì em bảo ủa thế không nhẽ tự nhiên em dạy được nhanh như thế. Tại vì bây Ừ. giờ là tháng 4 rồi đúng không? Ừ. Tháng 5 mới còn Tháng tháng nữa mà 5 còn còn có nửa 40 tháng. buổi. Nửa tháng nữa mà còn 40 buổi nữa thì em dạy sao mà hết được. Ừ. Bị nhầm Xong là rồi. cứ làm cho học sinh nó bị tâm lý. Không hiểu tính kiểu Ừ. gì. Em bảo lại trung tâm thử xem. Chắc em phải báo lại các chị thôi, Ừ. chứ các chị tính có khả năng các chị tính nhầm rồi, hoặc là có thể các chị nhầm số buổi mà học sinh đăng ký, Ừ. kiểu người ta đăng ký 64 buổi hay là 72 buổi thì người ta học trước rồi đấy bao nhiêu rồi á, xong lúc chuyển Ừ. lại là còn 64 này nè thì có khả năng là chuyển nhầm á. Ừ. Hôm nay Làm là sao? thứ hai rồi. Thôi lát nữa chiều, chắc chiều tối thì em mới gọi cho chị kia được. Tại vì hôm nay trên công ty là ngày thứ hai đầu tuần là sẽ họp. Ừ. Họp nguyên ngày. Vậy ngày mai vẫn học 12 giờ nhá. Ok chị. Ok, bye bye em. Bye bye. Đi Có gì ăn khó trưa. nhắn cho em nhé. Ok em. Nha. Em Bye đói lắm ở bye. đây này. Đi ăn đi.